game thi gây cấn và ấn tượng. 30 tài năng nhí với bản lĩnh kiên cường đã vượt qua giới hạn bản thân, chinh phục ban giám khảo. Rồi bên này đi thắng tiếp. Ngô Khắc Thiện. Chú xin lấy một phiếu của chú bảo lãnh cho con vào thẳng vòng trong. Chương trình này được tổ chức ra bởi vì có những người giống như con. Đón xem siêu tài năng nhí 20:30 thứ năm hàng tuần trên HTV7. Theo cáo bồi, nguồn dinh dưỡng từ thịt.